Và đây là hủ tiếu bò kho nấu bằng nước dừa già, rất là thơm ngon. Nằm trong một con hẻm trên đường Tùng Thiện Dương, quận 8. Bán từ 11 giờ sáng tới 9 giờ tối. Rồi. Đó, các bạn, nhìn màu đã không? Đã không? Đây. Đây của hai cô chú lớn tuổi. Cô năm nay bao nhiêu tuổi cô? Dạ, 71. 71. 76. Dạ. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 8 giờ tối ngày 15 tháng 1 năm 2020 ha. Mình lộn, năm 2021. Và mình đang có mặt trên đường Tùng Thiện Vương, quận 8. Cách đây khoảng 1 năm mình có đến đây, trên con đường này đang bò kho của hai ông bà cụ nấu rất là ngon, nấu bằng nước dừa xiêm. Và cách đây khoảng độ 1 tuần gì đó có một bạn đến đây để tìm ăn bò kho của họ. Tuy nhiên là tiệm đã dời vị trí rồi. Và hôm nay mình trở lại đây để tìm lại tiệm đó. Và mình thấy cái hẻm ở đây 350 Tùng Thiện Vương, ở trong có ghi là bò kho bố già của hai ông bà cụ. Hôm nay chúng ta đi ăn lại nha. Sẵn quay cái tiệm cho các bạn xem luôn. Đây các bạn, bò kho bố già từ 11 giờ sáng tới 9 giờ tối. Hẻm 350 xuyệt 15B Tùng Thiện Vương ha. 0855334237. Rồi, chúng ta bước vào hẻm. Đây là đầu hẻm mà chúng ta đi đến lần kia, quẹo trái là sẽ tới. Bò kho. Đây, bò kho bố già đã tới nơi. Dạ. Đây, hai ông bà cụ. Nước sôi sùng sục luôn. Bác, đợt trước con nghe là, con nhớ là cái bò kho nó bằng nước dừa xiêm đúng không? Nước dừa, đúng rồi. Nước dừa già chứ không dừa xiêm. Nước dừa già. Nó nạc hậu. Dạ. Dừa già. Dừa già. Người ta đập da đó. Dạ, toàn bộ luôn đúng không? Người ta đem đảo á, cái đó. Dạ. Dừa xiêm là không có đảo. Bữa nay mình vẫn bán từ 11 giờ sáng tới 9 giờ tối. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Dạ. Ngày mùng 1 với 15 có nghỉ không hay là vẫn bán? Không có gì nào mà tới nghỉ. Dạ, ok. Vậy bác làm cho con hai tô nha. Dạ. Dạ, một tô nhiêu ạ? Hai tô mềm. Con ăn hủ tiếu. Rồi, hủ tiếu dài hay hủ tiếu mềm. Mình ăn gì? Rồi, ok. Rồi, vậy con lấy hủ tiếu. Dạ. Đây. Ngon lắm. Đó. Dạ, khỏi luôn. Đây này hủ xịt không thầy? Thầy á, hủ xịt á. Cái hồn dành nữa. Con đi. Rồi, đợi con chụp cái hình nha, để con chụp cái hình nha. Rồi, làm cho con hai tô con. Rồi, hai tô đó đi. Một tô nhiêu tiền con quên rồi. Giờ tô bán có 55 à. 55 hả? À, lúc trước là 65 về còn có 55. Ủa, vô hẻm hạ xuống hả? Dạ, tại vì hẻm mặt bằng của mình hả? Mặt bằng của mình luôn. À, hèn gì rồi mừng quá. Xuống giá luôn. Xuống giá hả? Ok. Dạ. Đầu lên giá rồi phải xuống giá luôn. Vậy hả? Rồi làm cho con hai tô. Dạ. Hai tô cái hồng ly á. Con lấy giá lấy hẹ, nó không lấy giá lấy hẹ thôi, con thì lấy đủ á. Dạ. Dạ. Mà đợt trước là cũng có cậu bán bao nhiêu năm hả? Mấy chục năm. Dạ 41 năm. 41 năm. 41 năm. Dạ. Xì dập giá liền. Đây. Rồi ok, là tắt TV rồi. Tại sợ nó mở nhạc thôi. Dạ. Cho chai mía nào luôn. Dạ, mía nào. Hai chai luôn đi. Hai chai mía. Ông cúc đi ha, hình như. Mông cúc cũng được. Một mía lau mông cúc. Dạ. Dạ, vậy một mía lau mông cúc được. Dạ. Bao nhiêu tiền cô một chai? Dạ, chai có 7.000. Chai 7.000. Dạ, ok. Rồi. Cái cái tẩy này. Đây, hủ tiếu, ăn bò kho với ăn hủ tiếu. Cái kia là mì à? Rồi ok. Cái kia hủ tiếu mà. Hủ tiếu. Đây. Mình lấy đây hủ tiếu không anh? Dạ hủ tiếu không. Rồi, vậy đúng rồi, hủ tiếu luôn. Cái này hủ tiếu không dạ. Rồi. Đây nào mới tẩy luôn nè. Đâu ngon. Còn mình nhớ là cái bò kho của bác rất là mềm và thơm. Mới bán được đâu dài chứ. Dạ. Bán ngoài, bán ngoài. Tiếc cái là từ lúc dọn vô đây nhiều người không biết á. Dạ. Hay dọn vô cũng để cuốn đó. Lúc dạ. Cuốn đó mấy rồi. Dạ. Té chặt cái tay đó. Té gãy cái tay đó. Té gãy tay hả? Ờ. Té cái
lại mà bác ạ. Rồi. Dạ, vừa gân vừa nạc luôn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Rồi luôn. Dạ. Đây. Thề mặt bằng mấy chục triệu. Dạ. Ở ngoài trước mặt bằng mấy chục triệu hả? 30 triệu á, giờ bác làm sao thề nổi nữa. Dạ, phải trả lại đúng không? Làm nhiều cũng không nổi nữa thôi. Thôi, về nhà bán luôn. Bán ít đi rồi. Cái dạ. Lúc trước bán sáng làm đồ ai trời ơi. Bán được nhiều là ăn nhiều đúng không? Rồi. Chứ cũng nhờ được té là dạ. Mấy đứa con không cho bán. Gì hả? Nhưng mà không biết làm thì buồn. Buồn là quá nhiều cũng dạ. Buồn. Bây giờ bán. Rồi. Đúng rồi. Chị cũng phải đi làm. Ừ. Dạ. Có làm nó có cái trí mình nó đúng rồi. Nó tinh hơn á. Dạ. Rồi đây. Sạch sẽ các bạn nha. Đây có rau, đó rau quế, với lại ngò gai, rồi ớt, chanh, sa tế. Những tô đã chưa? Đây cái tô 55.000 của mình. Thì lát bỏ rau vô. Để chụp hình đã. Đây mình đã cho rau quế, rồi rau ngò gai, ớt vào. Quay cận cảnh từ miếng bò các bạn xem nè. Nhìn đã chưa? Ôi, sau một năm ăn thử lại nha. Nước bò kho rất là ngon. Đúng là từ cái vị cái nước dừa già đó. Ngọt rất là thanh các bạn. Thơm nhẹ của mùi bò nha. Bây giờ mình sẽ xốc cái phần cọng hủ tiếu lên. Ăn cái phần bò. Đây, xốc cái cọng hủ tiếu lên. Cái phần cái nước bò kho ngon đó cô. Dạ. Dạ, đúng là ngọt thanh ghê. Tức là vẫn có mỡ vẫn là ngọt thanh chứ ngọt ngọt vẫn là hậu. Dạ. Tại vì nước dừa nó đã ngọt mà. Dạ. Đó, ở đây các bạn thấy không, được tất cả là 1 2 3 ba cục với lại hai cái phần gân ha. 4 cục. 4 cục thịt hai phần gân. 55.000 đồng nha. Rồi ăn thôi. Qua đây chọn thêm cái phần thịt mỡ mỡ. Ừ. Hồi sáng cái phần mỡ nó nhiều quá cô hả? Đúng rồi, sáng dạ. Phần mỡ nhiều lắm. Dạ. Thì cái cọng hủ tiếu ăn rất là thấm. Đúng rồi. Ở cái phần gừng mềm ngon, cái phần thịt á, cái phần thịt không nữa sẽ nó sẽ không ngon bằng cái phần thịt mỡ, phần nào thịt mỡ sẽ nó mềm hơn, béo. Các bạn đi ăn nhớ chọn cái phần thịt mỡ nhiều nè, nó ngon. Ừ. Thịt không nó sẽ hơi bị khô chút xíu lại. Cảm giác thì vậy thôi, chứ thực là thịt mỡ cái ngon hơn. Cái là mỡ gì? Dạ bò nạm. Bò nạm á. Do nạm. Rồi, như đó đủ rồi cô ơi, được rồi. Con lấy 1-2 miếng con ăn thôi à. Rồi. Ăn khỏi lựa luôn, múc dạ. Cái mỡ, múc cái mỡ. Dạ. Đúng là thêm cái phần thịt mỡ ngon các bạn. Dạ. Rồi giờ thử phần sa tế ớt với lại chanh, ớt cay. Ngon quá, sa tế thơm các bạn, không cay nha mà ớt là cay. Chanh chua chua chấm cái phần bò kho ngon ghê. Và đây là chai sâm bông cúc 7.000 đồng. Đây uống thử coi. Bông cúc rất là thơm và cái vị ngọt rất là nhẹ các bạn. Với lao hay sao? Cái gì? Củ năng hả? Ok, để thử coi. Chỉ phần bông cúc thì nó thơm mùi bông cúc và cái vị ngọt nhẹ thôi. Cái ly của em nó giống như là con mía lao, hơi có chút củ năng nhưng mà cái vị nó không đậm lắm. Thấy cái phần bông cúc ngon hơn á. Rồi ok, ăn hết rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.